Chào mừng các em đến với tiết học mỹ thuật của ngày hôm nay. Chúng ta sẽ tiếp tục học với tiết 21 bài 27 vẽ theo mẫu. Mẫu có hai đồ vật. Tiết 1 vẽ hình. Chúng ta sẽ đến với phần 1 la mã quan sát và nhận xét. Ở đây cô có 4 bức hình với các cách sắp xếp bố cục khác nhau. Các em hãy tìm cho cô cách sắp xếp nào là hợp lý. Và đáp án đó chính là cách sắp xếp ở hình B và hình D. Thông thường thì chúng ta nên chọn góc độ, đó là vật nhỏ ở phía trước che khuất một phần vật lớn ở phía sau. Ngoài ra thì còn có thể chọn góc độ hai mẫu vật có một khoảng cách vừa phải, không quá xa cũng không quá gần như ở hình D. Vậy thì qua hai cái sắp xếp này, các em hãy chọn một cái sắp xếp mà mình cảm thấy thích nhất và đặt mẫu vật để vẽ nhé. Ở đây cô chọn cái sắp xếp ở hình B. Với cách sắp xếp này, các em hãy tìm cho cô đặc điểm của cái K, cái hộp, vị trí của chúng, tỷ lệ của chiều cao của cái hộp so với cái K, chiều ngang của cái hộp so với chiều ngang của thân K. Về đặc điểm của cái K gồm có các bộ phận nắp, miệng, thân, quai, đáy K. Khối hộp thì chúng ta thấy được ba mặt, đó là mặt trước, mặt trên và mặt bên. Về vị trí thì khối hộp nằm ở phía trước che khuất một phần, cái K nằm ở phía sau. Về tỷ lệ, chiều cao của khối hộp bằng 1/2 so với chiều cao của K tính từ phần nắp K cho đến đáy K. Về chiều ngang thì chiều ngang của khối hộp bằng chiều ngang của cái K. Chúng ta cần lưu ý tỷ lệ này để khi thực hiện tìm khung hình riêng và tỷ lệ từng bộ phận của mẫu vật cho chính xác hết các em. Sau khi tìm hiểu đặc điểm, vị trí, tỷ lệ của mẫu vật thì chúng ta sẽ đi vào phần 2 la mã, cách vẽ. Sẽ có 5 bước và các bước đó là như sau. Bước thứ nhất, tìm khung hình chung của cái K và cái hộp. Bước thứ hai là vẽ phát khung hình riêng của từng mẫu vật. Bước thứ ba, chúng ta sẽ tìm tỷ lệ các bộ phận của nắp, miệng, quai, thân và đáy K. Rồi tỷ lệ của các mặt của khối hộp. Bước thứ tư, thì sau khi tìm tỷ lệ thì chúng ta sẽ vẽ phát hình các bộ phận. Bước thứ năm là vẽ hoàn chỉnh hình. Tiếp theo cô sẽ giới thiệu cho các em một số bài mẫu ở ba bài trên, đó là những cái bài mẫu lên lạnh nhạc vẽ về tranh tĩnh vật của các anh chị sinh viên và một số bài của các bạn học sinh ha, cũng vẽ về mẫu cái K và khối hộp của chúng ta. Giờ chúng ta sẽ đi vào phần thực hành. Đó là các em hãy vẽ cái K đựng nước và cái hộp. Nhớ là vẽ hình ha. Và khi vẽ các em cần phải lưu ý bố cục, tỷ lệ và về hình cho nó chính xác, giống nhất có thể với vật mẫu của mình. Lưu ý là khi ở nhà có thể chúng ta không có tìm được những cái mẫu vật giống y như thế này, thì mình có thể chọn những cái mẫu K hoặc là khối hộp tương tự như thế này, tương tự như mẫu vật của cô đã đặt,
để chúng ta vẽ cũng được nha các em. Sau khi vẽ xong thì chúng ta sẽ nghiên cứu bài 28, tiết 22, vẽ đậm nhạt, để tuần sau chúng ta sẽ áp dụng vào bài vẽ của mình nhé.